Nói xíu, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Và mình là Cụi Ca. Hôm nay mình và các bạn cùng khám phá tập tiếp theo của Bocchi The Rock. Các bạn, trên tay mình là Bocchi The Rock tập 3. Bây giờ chúng ta tiến hành khui siêu và khám phá cho tập 3 này. Chúng ta sẽ gồm có những gì các bạn? Siêu đóng cũng khá là ổn áp nha mày, cũng khá là tuyệt vời nha. 8,5 trên 10 điểm đối với cái siêu này. Bây giờ chúng ta cùng khám phá phần quà đối với tập 3 này, có những gì các bạn? Ạc bìa rất là đẹp nha các bạn. Siêu nãy giờ vẫn chưa xong. Ở giá tiền của tập 3 này là 40.000 nha các bạn. Những các bạn mua chiếc khấu hơn khoảng 35-36.000 tùy nơi, và quà tặng kèm theo đó tính là tấm kẹp PVC rất là đẹp nha. Chúng ta được một bì rơi được kháng bóng khổ chuyện khá là to nha các bạn. Khổ 14x20.5 lần. Việc kháng bóng khá là xịn sò nhưng mà hình thì có vẻ khá là đơn điệu nha các bạn. Mình ước những hình ảnh mà nhiều hơn, đẹp hơn. Còn bây giờ keo bên trong, việc keo màu các bạn, một màu tím rất là đẹp. Bên trong ta sẽ có thêm một số chân màu, rất là nhiều chân màu nha. Và tập 3 này giống như tập trước, chuyện khá là mỏng, chỉ có hơn 120 trang thôi, trọng lượng khoảng 180g nha các bạn. Đây Bocchi The Rock tập 3, bên trong nữa xin trên giấy BB80 in hoàn toàn trắng đen, và số lượng bản in tập 3 này là 8.000 bản. Goto Hiri là một nữ sinh hướng nội, giao tiếp kém, học cũng kém, tay chân là vụ về, nên suốt thời cấp 3 chẳng cũng hỡi kết bạn với ai, chỉ có tiếng guitar bầu bạn. Khi lên lớp 10, một ngày nọ cô nàng tình cờ gia nhập ban nhạc đoàn kết, lấy người nhanh là Bocchi và trở thành một tay guitar khuấy đảo nền nhạc rock nước Nhật. Nhưng trước hết Bocchi phải nhìn lại vào mắt các thành viên trong ban nhạc đã. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.